Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến. Porsche Panamera 2017 vừa là một chiếc sedan sang trọng lại vừa mang dáng vẻ một chiếc xe thể thao tốc độ. Chiếc Porsche Panamera 2017 đã được làm mới hoàn toàn để tiếp tục đi theo con đường đó. Tiếp thu những nét thiết kế từ dòng 911 nổi tiếng của hãng với thân xe đặc trưng, chân được hạ thấp chiều cao về phía đuôi. Xe cũng mạnh hơn, lớn hơn và trải nghiệm trong cabin cũng được cải thiện. Thiết kế của thế hệ thứ nhất vẫn gần sports cars, nên ở thế hệ thứ hai, xe thay đổi theo xu hướng hiện đại hơn. Kích thước xe rộng hơn, dài hơn và cao hơn nhưng không mất đi vẻ thể thao cuốn hút bởi đuôi xe vút dốc hơn 20mm. Trục cơ sở dài hơn 30mm. Ở đầu xe Panamera có khuôn mặt mới với đèn xi nhan 3D dạng LED và đèn pha cải tiến. Nắp capo dập những đường gân nổi khe hút gió ở vòm chắn bùn, gương chiếu hậu khí động học. Ở phía sau, đường nóc xe dốc xuống thể thao hơn, vai chắn bùn cơ bắp và hệ thống ống xả đôi. Panamera tiến bước xa hơn khi phân biệt rõ ràng nhờ cản trước thể thao, đèn xi nhan LED đặc biệt và đèn sương mù xung quanh. Xe còn có bộ 4 ống xả và vành hợp kim trọng lượng nhẹ, đi cùng hệ thống phanh hiệu suất cao má phanh màu vàng. Thân xe Porsche Panamera 2017 mới làm toàn bộ từ nhôm. Giải đèn LED ở trước và sau bắt kịp trào lưu, đặc biệt đuôi xe là kiểu đèn nối giải liên kết hai bên mang xu hướng hiện đại. La răng đa chấu tùy chọn 19-21 inch, trong khi bản turbo có la răng tiêu chuẩn 20 inch. Người sử dụng xe sẽ có cabin nhiều tính năng mới Porsche Advanced Cockpit với hệ thống điều khiển dựa nhiều vào cảm ứng thay vì dùng nét và độ phân giải màn hình cao. Phía trước người lái, hai màn hình 7 inch thể hiện hầu hết các thông số quan trọng trong khi màn hình 12,3 inch ở trung tâm phục vụ các tính năng giải trí và kết nối nhờ hệ thống Porsche Communication Management. Nội thất của xe Panamera 2017 cũng khác biệt với cảm hứng từ dòng xe 911 mới nhất. Bảng điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng kích thước 12,3 inch, độ phân giải cao. Các nút bấm điều khiển của xe cũng thiết kế dạng cảm ứng thay cho nút bấm truyền thống. Nhưng thay đổi lớn nhất có thể khiến nhiều khách hàng sốc là bảng điều khiển trung tâm kiểu điện thoại Virtu không còn, xuất hiện bàn di cảm ứng, cần số thiết kế lại cùng đó là những nút bấm tối giản. Xe kết nối Apple CarPlay và có camera ban đêm, có chức năng hiển thị vật di chuyển dựa vào nhiệt độ. Porsche Panamera 2017 có hai biến thể, Panamera 4S và Turbo, cả hai đều dùng hộp số 8 cấp. Bản Turbo mạnh hơn 30 mã lực nhờ có động cơ Turbo kép V8 550 mã lực và mô men xoắn 567 feet. Chiếc Turbo tăng tốc từ 0 lên 60 dặm mất 3,4 giây với gói tùy chọn Sports Chrono và tốc độ tối đa đạt 306 km/h. Nó cũng là chiếc xe đầu tiên của Porsche có hệ thống điều khiển đóng xi lanh giúp giảm 30% lượng tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện tối ưu. Bản 4S tăng tốc chậm hơn và tốc độ tối đa cũng kém hơn với động cơ turbo kép V6 440 mã lực và mô men xoắn 405 feet. Cảm giác lái Porsche Panamera 2017 được cải tiến nhờ hệ thống chào mới của Porsche, 4D chassis control và hệ thống lái bánh xe chủ động giống trên chiếc 911 Turbo và 918 Spider. Porsche Panamera 2017 cũng có thêm những tùy chọn mới như cửa sổ trời, ghế massage, đèn nội thất nhiều màu và hệ thống âm thanh 3D cao cấp của Burmester. Theo đại diện của hãng xe Đức, những thay đổi này mang đến cho Panamera sự thoải mái như một chiếc saloon sang trọng, nhưng có khả năng vận hành tương đương một chiếc xe thể thao. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Porsche Panamera. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã lăn bánh được 18.000 mai. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 5 tỷ đồng. Tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi.
chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Thank you.